Vâng, kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình đặc biệt ngày hôm nay sẽ là một phần trình diễn của một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Và anh mong muốn gửi đến tất cả chúng ta một món quà ý nghĩa về cuộc sống. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón vị khách mời đặc biệt bằng một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiểu phẩm mang tên Không Phải Cổ Tích do nghệ sĩ ưu tú nhân dân Quang Tèo cùng các diễn viên biểu diễn. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo ạ. Rượu này từ gạo mà ra. Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm. Nhai cơm thì như thể nhai rơm. Cơm đã thành rượu thì chỉ việc bơm vào mồm ấy. Uống nửa thùng bia, uống cả thùng bia, tôi đột nhiên thèm rượu. Là một chai ba, cả chai la vi, tôi thành một thằng say khướt. Cho tôi về, đưa tôi về với vợ con tôi. Để con có đứa bế tôi lên giường, để con có đứa bôi vôi cho tôi nằm. Nôn ra rồi có người bưng bê, đến mai dậy tôi lại thèm rượu bia. Quang Tèo và hát thì kể cả Quang Linh cũng phải tắt điện chứ đừng có đùa. Uống tiếp cái. Rượu đâu hết rồi mà thế này, chai không cái này. Cái nhà này nó làm sao ấy, vắng như chùa Bà Đanh thế này. Vợ mấy con này chán thật đấy, cơm nước không lo cho chồng, rượu thì hết. Mà mình cứ hết rượu cái mồm cứ nhạt như là nước ốc ấy. Không hiểu có ông nào cùng cái giống cái chất cái e của mình không nhỉ? Ông nào? Tí nữa ta bét ta là nhè phát nhỉ? Hả? À? Nhất chị không? Nhất chị nhá? Để tôi gọi vợ tôi ra mua rượu nhá. Mẹ hứa rồi. Hứa đâu? Đây. Úi giời ơi. Ôi giời. Làm cái gì mà cứ gọi như cháy nhà thế à? Cái gì? Ông mà đã hết rượu thì không phải là cháy nhà mà cháy cả làng này luôn. Nha. Cầm ra đi mua rượu đây. Thế tiền ăn thì chả có, thì tiền đâu mà mua rượu. Ôi thế nó cứ mở mồm ra là tiền là thế nào? Tiền này phải tự tạo ra chứ. Ui giời. Ê, cầm cho đi mua rượu đi. Tiền đâu nữa mà mua rượu, cứ lẩm nhẩm. Thế cái lứa lợn vừa rồi xuất thì tiền để đâu? Thế tiền tôi đóng học cho con My. Tiền điện, tiền nước, tiền cám bã, trăm tư tiền. Thế tiền đâu mà mua rượu cho ông uống nữa? Cả một đàn lợn giống mà lại... Mà này, học hành cái gì hả? Hả? Cô đẻ một mình cái con My nó là cái con gái, nó là cái con vịt rời. Học để làm gì? Hả? Nhiều chữ ai vay? Hả? Các cụ nhà ta đã bảo rồi, thuyền thì theo lái mà gái thì sẽ theo chồng, có đúng không các bác? Đúng không? Thằng đàn ông nó phải có trách nhiệm lo cho vợ chứ làm sao mà cô phải cho nó học được gì nhiều. Hả? Rời, suốt ngày say này mà lo cho vợ. Không lo đấy, cả cái đàn lợn đấy thì không, tôi mua giống về thì cô lấy đâu ra? Hả? À, không nói nhiều, cầm chai đi mua rượu đi. Đi tiếp ông bạn đi rồi. Tôi không đi. Ngửi thấy mùi hồng xiêm của ông rồi. Này, cầm chai đi mua rượu đi. Tôi không đi. Thích bật đấy à? Tiền đâu? Giấu ở đâu?
giấu ở đâu, làm gì có tiền mà giấu. À này, đấy là chưa kể tôi nói cho cô biết nhá. Cô mới cả con mi nhá này còn giấu tôi nhá, lập quỹ đen nhá nhá. Quỹ đen nào? À, để tôi vào tôi tìm đâu rồi, đây rồi. Ôi, lợn béo quá đấy. Ôi trời ơi, các bác em nuôi lợn có béo không? Béo không? Béo thì nuôi, mình nuôi nó béo rồi để làm gì nhỉ? Thịt đúng không? Thế là bây giờ thịt thôi. Ồ hay, cái lợn nào của ông mà ông đòi thịt? Cái lợn này không lợn của ông, lợn của ai? Ông có biết lợn này, cái tiền ở trong này để làm gì không? Hả? À, thế thì tôi hỏi cô thì ở cái nhà này ai là chủ? Ông. Thế tôi là chủ mà tôi nói một câu, cô nói 3-4 câu, cô cãi thế này. Thế này cô là cái gì? Cô là mẹ chủ à? Hả? Này, ông không được đập nhá. Tôi nói cho ông biết nhá. Ngày hôm nay nhá, ông có giết tôi thì tôi cũng không cho ông đập cái con lợn này nhá. Ông có biết cái con lợn này để làm gì không? À. Tiền này là tiền để tôi bảo vệ sức khỏe cho tôi và con My. Ông biết chưa? Ông không được đập. Đưa con lợn này. Con này hỏng rồi. Các bác ấy, vợ này nó có ra vợ không? Cái loại vợ mà coi con lợn hơn cả chồng. Thế em hỏi có bác giai nào ở đây mà gặp cái hoàn cảnh khổ như em đấy không? Hả? À? Có bác nào mà bị vợ coi thường đến mức độ mà coi chồng không mà con lợn mà lại đặc biệt là lợn đất không? Hả? À? Không đúng không? Thế không bây giờ thì theo các bác thì phải làm gì? Quánh đúng không? Phải cho nó ăn đòn. Cái ông này vô lý thật đấy. Hả? À, hai dép à? Quánh bỏ hai dép vào. Quánh cả đôi. Cả đôi là vả vò cả hai má đấy. Mày đưa cái má đây. Ơ kìa. Mày chơi đèn cù với ông đấy à? Hả? À, mày đứng lại ngay chứ mày đi thế bố mày chóng mặt là mày chết nhá. Đứng đấy. Chạy. Mày chạy à? Mày chơi đèn cù à? Chồng con mà suốt ngày đánh vợ đấy, con rượu chè không lo làm ăn để suốt ngày đánh vợ đấy. Mày coi chồng không bằng con lợn như này thì làm sao mà tao chịu được cả. Tao có nhục nhã với hàng xóm láng giềng lắm. Mẹ mày này. Mày đưa con lợn đây. Mày có đưa con lợn đây. Không được. Đưa con lợn đây. Ui, okay. Bố. Mày. Trời ơi. Cái gì đó ấy. Đẻ mày. Bố đừng có đánh mẹ nữa. Mẹ. Mày có sao không? Này. Tôi xin bố. Ô thế bây giờ mày định làm lá chắn để che đòn cho mẹ mày phải không? Mẹ nào con đấy đấy phải không? Con xin bố. Riêng con thì vụt một dép thôi. Bố ơi. Con mẹ nó là phải dùng hai dép ấy. Này nhá, ông suốt ngày đánh vợ đánh con thế là không được đâu nhá. À, tại sao lại không được? Con xin bố. Xin cái gì? Con xấu hổ với bạn bè. Làm sao mà mày phải xấu hổ? Mày phải tự hào về bố mày nhá. Nhá. Làm sao mà xấu hổ? Bạn bè con nói con là con của ông Hứa Say. Con của ông Hứa Chí Mèo ấy kìa, cũng không đi học nữa đâu. À. Ra bố mày bảo. Không. Mày không việc gì phải xấu hổ. Mày phải tự hào với cái lũ bạn của mày nhá. Bởi vì bố của chúng nó toàn là cái loại cờ vô phong hết đấy. Các bác biết cờ vô phong là cái gì không? Cờ mà phong là gió, mà cờ không có gió thì có phất vào mắt à. Đấy, mà các cụ nhà ta nói rồi, nam vô tiểu thì như cờ vô phong đấy. Con phải tự hào bố là rất đàn ông. Bố biết uống rượu, mày làm sao mà mày phải đau lòng, mà mày phải ngượng. Mày phải xấu hổ à? Con xấu hổ lắm. Ai bảo mày này?
mẹ mày vừa mới cắt hết cả tiền rượu của bố đóng học cho mày rồi, mà mày bảo mày không đi học thì mày chết đòn bố ơi, mày. Bố ơi, con xin bố. Nha. Xin mới xỏ cái gì? Hả? Bố đừng đánh mẹ nữa. Bố mẹ. Bác Hứa ơi. Bác Hứa ơi. Hứa mày hẹn cái gì đấy? Cháu chào cả nhà. Thế bác Hứa trai hôm nay không đi làm ạ? Cả nhà ta hôm nay có vẻ rảnh rỗi thế ạ? Cô Thêm đến chơi đấy ạ? Cô Thêm ngồi uống nước đi. Dạ vâng ạ. Cô là cô Thêm bên bảo hiểm nhân thọ phải không? Dạ vâng ạ. Vợ Vinh đúng không? Này bố mày say bố vẫn nhớ đấy. Dạ vâng ạ. Nhá. Không có hiểm mới hóc gì hết. Mẹ bảo ông không đi làm mà làm để làm gì? Làm mà cũng để tiêu. Thế mà tiêu uống chén rượu không được uống thì làm để làm gì? Thôi, cô lại nhà. Nhà đang bận. Kìa bác Hứa. Về ông Vinh nó đang chờ nhà ấy. Bác Hứa. Cháu nghĩ bác nghĩ sai về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm nhân thọ rồi. Thực ra tham gia bảo hiểm nhân thọ rất là tốt. Nếu có thời gian ấy, hôm nay cháu thấy bác hơi mệt. Nếu có thời gian, cháu sẽ tư vấn cho bác hiểu thêm về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm nhân thọ đấy. Ôi giời ơi, hiểu chán ấy, sao không hiểu. Tốt nhất là thôi, cô thông cảm, nhà đang có việc bận, không có hiểm hóc mà cũng không có chăm sóc cái gì hết. Tôi tự lo cho bản thân được rồi, nhá. Rượu còn bắt nó điện này này. Sở thích của tôi là rượu mà bây giờ cứ bắt tôi mồm nó cứ nhạt như nước ao này thì bảo hiểm cái gì? Thôi thì con đi về đi. Ông kìa bác, cái rượu vào cái nói lăng nha lăng nhăng. Là cái gì? Không đúng à? Thế cô Thêm ấy là cô ấy làm cho công ty bảo hiểm của Hàn Quốc. Bây giờ nhà nước người ta còn khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ. Ông ấy cổ hủ lạc hậu. Cô làm bảo hiểm của bên Hàn Quốc phải không? Dạ vâng ạ. Ôi trời, trước đây tôi đây, tôi thề luôn là tôi trước đây là người nông dân điển hình của tỉnh đã được đi du lịch bên Hàn Quốc rồi. Nhá, riêng Hàn Quốc tôi rất rành luôn. Tôi còn có cả thơ về Hàn Quốc luôn nhá. Chưa đi chưa biết gái Hàn, đi rồi mới biết sàn sàn gái ta. Gái Hàn hơn được nước da, nhưng mà bên trong nội thất là thua xa gái mình. Ông sang Hàn Quốc ông vào phố đèn đỏ hay sao mà ông biết nội thất người ta hơn gái mình? Cái gì? Tôi đến thấy đèn đỏ thì tôi nghĩ là dừng lại tôi đi về. Nhưng mà có mấy người bạn nó kể chuyện đấy. Nói chung là thế thôi, nhưng mà nói chung là trong nội thất là thua mình hết nhá. Hơn được cái nước da thôi. Cô Thêm ạ. Tôi bảo này, thì cô thông cảm. Hôm nay thì bình thường ông nhà tôi cũng hiền lắm, nhưng mà rượu vào ông ăn nói ba lăng nhăng. Dạ em hiểu. Cô có nói thì cũng như nước đổ lá khoai thôi. Thế bây giờ nhá, cô cứ đi về đi. Thì mấy hôm nữa tôi thu xếp được tiền thì tôi sang tôi đóng tiếp cái kỳ bảo hiểm tiếp theo cô nhá. Vâng, em hiểu bác ạ. Đang nói gì? Thôi, bác cháu mình về. Chúng nó lại đang đưa nhau ra góc riêng để nói xấu bố vậy đấy. Ông ấy tốt đẹp thế có cái gì mà nói xấu? Tôi đẹp không? Đẹp. Đẹp thì mới là chồng của cô nhá. Thế mà lại dám ra cùng với cô Thêm nói xấu. Không, cháu đâu dám nói xấu bác. Thôi được rồi, bây giờ ông đi bà, tôi đi ông ngủ đi, tôi đi mua rượu cho ông. Em ơi, em đừng gọi anh bằng chú bằng bác nhá. Trời ý ạ. Đừng gọi anh bằng chú. Cháu xin bác ạ. Anh không thích thế đâu. Tuổi dẫu có khác nhau chỉ vài ba con giáp, để hôm nào trời mát làm một lát xem sao, xem nó như thế nào, hãy gọi anh bằng chú. Nó cứ làm như mình là già lắm ấy. Già nhưng mà vẫn đu xà nhà tốt nhá. Con này, từ nãy con thấy tự hào với bố chưa? Bố nói chuẩn không? Chuẩn không? Bố cứ như thế nào ấy chứ. Cô Thơm, cô Thêm là người tốt mà. Cô Thêm mày là người tốt à? Bố không biết đi chứ. Tốt rồi, tốt như thế nào? Con phân tích cho bố nghe nào. Đầu năm ngoái nhá, con bị tai nạn, ngã gãy chân nằm ở trong viện gần một tháng trời. Bố có biết đâu, bố cũng có đưa tiền viện phí cho mẹ trả đâu. Cô Thêm là người ở công ty bảo hiểm, đứng ra lo tiền viện phí cho con ấy. Bố chả biết gì cả, bố chỉ có biết uống rượu thôi. Bố có đến thăm được còn gì đó. Con được chú Vinh với cô Thêm thăm còn được nhiều hơn bố thăm đấy.
Thế cô chú có họ hàng gì nhà mày không? Chả họ hàng gì cả. Không họ hàng hàng ốc gì mà cứ đến thăm thế à? Hay là chú Vinh có vấn đề gì với mẹ mày? Bố cứ nói như nào ấy chứ. À? Tự nhiên là cứ đến thăm con suốt thế là thế à? Ừ. Thôi, con chán bố lắm rồi. Con không nói chuyện với bố nữa đâu. Bố ngồi đó đi nha. Con đi đây. Chán thật đấy chứ. Con cái mất dạy. Chán bố, bố mày chán thì còn nói cái gì đó. Các bác thấy nhà em có hay không? Vợ thì bật như bật tôm, còn con thì bảo chán bố chả muốn nói chuyện. Thế thì bảo sao mình chả nói chuyện với Diệu? Nó không chịu ai. Yeah. Thế cả nhà không ai nói chuyện mình thì mình lại vào tiếp tục kiếm rượu uống vậy. Đâu rồi? À đây rồi. Rượu á? Rồi, rượu đâu rồi? Cho tôi mượn cái điếu này cái. Làm điếu thuốc lào. Hút điếu thuốc xong rồi uống rượu thì người ta gọi là đấy là rượu thuốc ấy. Ôi giời. Đấy. Thế là vợ con nó cấm nhoàng mày mình cũng tự lo được hết đấy mà. Đấy, phải hút thuốc hay uống rượu tôi gọi là rượu thuốc. Uống nửa chục chai, uống cả chục chai, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Vì sao tôi say? Tại sao tôi say? Hay vì cái thầy tiên tiểu cho tôi về, cho tôi về với thầy Liêu Linh. Ngày xưa chưa biết Liêu Linh là thằng nào, giờ đây mới biết Liêu Linh là thầy, nên bây giờ ta phải uống thật nhanh. Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng thằng nào không có hơi men là hèn. Vỗ tay. Tí nữa nha, mày phải làm cái nhở. Ôi dồi ôi, bố ơi. Ôi. Bố ơi. Ôi, con. Bố ngồi xuống đi, con nói chuyện với bố. Có chuyện gì đây? Bố ơi. Sao đấy? Mẹ. À? Mẹ bị. Mẹ bị làm sao? Nói to cái mồm lên làm sao? Ngà. Mẹ bị ung thư rồi. Hả? Mẹ con bị ung thư. Bố ơi. Ung thư. Này. Ê, tại sao mẹ biết là ung thư? Mẹ con nói mấy hôm nay mẹ con không ăn được, nuốt thì đau. Sáng nay cô Tèm đưa con với mẹ đi khám. Bác sĩ bảo là mẹ bị ung thư rồi. Bố ơi, cứu mẹ con đi. Bố ơi, bố, cứu mẹ. Bố ơi. Ôi, thế cô thêm đâu? Bố bác ơi, mẹ con chết mất. Bố em ơi. Đây bác. Nhà tôi có chuyện gì đấy? Bác hứa, tình hình là bác gái bị ung thư tuyến giáp. Bây giờ em phải về để lấy hợp đồng bảo hiểm, để làm thủ tục nhập viện và chi trả quyền lợi bảo hiểm cho bác gái bác à? Ôi nhưng mà tôi có biết hợp đồng không biết gì đâu. Cái đó thì hợp đồng nào? Bố để con lấy. Cái đó thì chả mi biết. Ôi, rõ ràng vợ tôi là không rượu bia,
không thuốc lào, thuốc lá. Mà tại sao lại bị ung thư nhỉ? Bác ơi, căn bệnh ung thư cũng như những rủi ro trong cuộc sống, nó thường xảy ra với tất cả chúng ta. Không ai có thể biết và ngăn chặn được đâu bác ạ. Cô thêm ơi, thế bây giờ làm thế nào? Bác hứa, đã rất nhiều lần em sang đây nói chuyện, nhưng mỗi lần đến bác đều say xỉn, cho nên em lại thôi. Bác hứa à, trường hợp của bác gái bị ung thư ngày hôm nay, rất may là bác đã tham gia bảo hiểm. Nhưng em hỏi bác, nếu như bác gái chưa tham gia bảo hiểm thì mọi thứ bác đều phải đóng, đều phải chữa trị cho bác gái, đúng không ạ? Em hỏi bác nhé, hiện tại trong túi của bác có bao nhiêu tiền? Bác hứa, và số tiền để chữa trị cho căn bệnh ung thư là rất lớn đấy. Không, bác không hiểu đâu. Và cháu biết, cũng đang còn rất nhiều người vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm. Bác ạ, như trường hợp của bác gái không may bị rủi ro, ốm đau, thì những người thân sẽ tham gia để hỗ trợ chữa trị cho bác. Nhưng ví dụ như hoàn cảnh của gia đình nhà ta, hoàn cảnh của gia đình bác, thì cháu nghĩ có cũng chỉ là vì thôi. Bởi vì chúng ta rất khó khăn, gia đình đang rất khó khăn, không có tiền để chữa trị. Lực bất tòng tâm của... Đúng vậy, bác yên tâm đi. Vì đã có bảo hiểm nhân thọ mà bác gái tham gia, bảo vệ cho bác gái các quyền để bác gái có thể yên tâm chữa trị bệnh rồi bác ạ. Bây giờ mẹ nằm ở Việt Nam. Bác ơi, hiện tại bác gái đang ở bệnh viện huyện. Thôi, bây giờ chúng ta có thể đến bệnh viện để lo chữa trị cho bác gái. Còn vấn đề về tham gia bảo hiểm, có thời gian cháu sẽ hướng dẫn cho bác kỹ thêm bác nhé. Cảm ơn cô. Nào, ta đi thôi. Xin lỗi con, từ nay bố không uống rượu nữa. Tôi đi ra việc rồi con. Mình đi thôi Trà My.